Điểm thi ở cách xa nhà nên chị Nguyệt quyết định ngồi đợi ở gần trường để chờ con hoàn thành bài thi. Ngày đầu thi toán và ngữ văn đều là các môn có thời gian làm bài lâu nhất, nhưng chị cũng như nhiều phụ huynh vẫn kiên trì chờ đợi dưới thời tiết nắng nóng. Nhà xa nhưng mà con thi thì về cũng làm cái gì trong thời gian đó thì thôi, tốt hơn hết thì ở đây là chờ cho con thi ra là chắc nhất. Ví dụ như con ra thấy mẹ là con cũng mừng, mà mẹ thì cũng vui, còn về nhà thì nôn nóng chẳng làm được gì cả. Chia sẻ với nỗi lo lắng vất vả ấy, ngành giáo dục và đào tạo Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường học xung quanh các điểm thi mở cổng trường, mời phụ huynh vào ngồi chờ trong thời gian con em làm bài thi. Tạo điều kiện cho phụ huynh có chỗ nghỉ ngơi để dạy con em. Và thứ hai là nó giảm bớt cái mật độ tập trung phụ huynh ở trước cổng trường để đảm bảo được an toàn cổng trường học. Mình ngồi ở đây cho nên là mình tự tin hơn, mình thấy ổn hơn, thoải mái. Chứ không như là hồi xưa là mình còn được mình chơi thì ngồi nữa, nhưng mà đây là tạo điều kiện cho mình vô đây ngồi luôn cho mát. Cùng với các hoạt động như tặng nước uống, phát báo, xe ôm miễn phí, thì việc hỗ trợ phụ huynh có chỗ nghỉ ngơi trong lúc đợi con thi là một cách tiếp sức thiết thực của Đà Nẵng để sĩ tử và người nhà có thêm sức khỏe để vượt vũ môn.